Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC với mong muốn mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất liên quan tới sức khỏe cũng như là những tư vấn của chuyên gia của chương trình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với những bệnh liên quan tới răng miệng. Vâng, và chuyên gia của chương trình ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ Trịnh Đình Hải, Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần trò chuyện thì xin mời giáo sư, xin mời quý vị khán giả theo dõi những ghi nhận của chúng tôi. Đa số người Việt đã và đang phải đối mặt với tình trạng răng nhạy cảm. Răng nhạy cảm hay còn gọi là răng e bút là cách gọi thông thường của tình trạng quá cảm ngà hoặc triệu chứng e bút chân răng là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Tuy không gây ra quá nhiều đớn đau, nhưng răng nhạy cảm thực sự gây khó chịu đối với những người mắc phải, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống của họ. Triệu chứng răng e bút có thể xảy ra và mất đi theo thời gian. Hiện tượng này thường thấy được khi ăn uống những đồ nóng, lạnh, ngọt hoặc đồ ăn có tính axit. Trong điều kiện bình thường, ngà răng bên trong lớp bao quanh dây thần kinh được bao phủ bởi men răng. Theo thời gian, lớp men bao phủ trở nên mỏng hơn và do vậy có ít tác dụng bảo vệ hơn. Nếu cũng có thể tụt theo thời gian, để lộ lớp ngà ở bề mặt bên ngoài dưới chân răng. Ngà răng chứa một số lượng lớn những ống nhỏ đi từ bên ngoài răng đến các dây thần kinh nằm ở trung tâm của răng. Khi ngà bị lộ, những ống này có thể bị kích thích bởi sự thay đổi nhiệt độ hoặc một số loại thực phẩm. Vâng, thưa giáo sư, hiện nay có rất là nhiều người bị mắc bệnh e bút chân răng. Vậy giáo sư có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến bệnh e bút chân răng? Cái e bút răng là gần đây thì chúng tôi có những cái thống kê thì có thể thấy là cái tỷ lệ người bị e bút răng khá là cao, và tùy theo lứa tuổi có thể có tới 50-60% e bút răng, nhất là những người mà trung niên hay những người lớn tuổi. Thì để mà biết được tại sao e bút răng thì biết được cái cấu tạo của răng thì sẽ hình dung ra được cái e bút răng tốt hơn. Bình thường là cái thân răng đấy thì có một cái lớp men nó phủ ở bên ngoài cái lớp ngà răng thì không có làm sao cả. Cái trường hợp này thì răng không bị e bút, nhưng vì một lý do nào đấy mà nó bị mất cái lớp men răng, có thể là do sâu hoặc là do mòn nó làm hở cái lớp ngà răng. Thế mà cái lớp ngà răng thì có các cái ống ngà, thế mà có cái tận cùng thần kinh cảm giác nó đi ra ngoài cái ống ngà đấy. Thì khi không còn cái lớp men răng bảo vệ nữa thì có các kích thích thì nó tác động đến cái tận cùng thần kinh của trong cái ống ngà đấy thì gây ra e bút. Thế như vậy là trường hợp nào thì có thể tác động các cái chất kích thích và có thể tác động vào ngà răng, thì ở những trường hợp là một là sâu răng, hai là mòn răng, cái thứ ba là các cái sang chấn làm tổn thương cái mô cứng của răng. Thế cũng vào một còn một cái nguyên nhân nữa là vì một lý do nào đấy mà nó làm cho co lại hở cái cổ răng và chân răng ra thì cũng rất dễ là gây ra ê bút răng, bởi vì là cái vùng cổ răng là không có men răng che phủ, hoặc là vùng chân răng cũng không có men răng che phủ. Thế cho nên là vì một lý do nào đấy mà hở cổ răng hoặc là mòn cổ răng thì cũng gây ra cái tình trạng ê bút răng. Thế và ngoài ra thì cũng còn một cái trường hợp nữa là người mà có cái teo cái mô quanh răng, thì nó có hai cái loại teo mô quanh răng. Teo mô quanh răng là bệnh lý, ví dụ như là do sang chấn, ví dụ như là chảy răng không tốt hay là phục hình răng không tốt làm cho tăng tốc độ cái teo cái mô quanh răng ra thì cũng làm hở cái cổ răng và chân răng. Thế còn cũng có một cái lý do nữa là teo mô quanh răng sinh lý, tức là từ cái tuổi trưởng thành trở lên ấy thì hàng năm thì nó có teo cái mô quanh răng cái mức độ rất là chậm, nhưng mà nhiều năm thì nó tích tụ lại thì cũng là teo khá nhiều. Những cái người mà trung niên trở lên đấy thì thường là có hở cái cổ răng và làm cho cái thân răng lâm sàng, tức là nhìn thấy ở trên miệng đấy, nó dài hơn bình thường, dài hơn cái thân răng giải phẫu mà theo cái lý thuyết đấy thì cũng hở cái cổ răng và chân răng ra, cũng gây ra ê bút răng. Thì chính vì vậy mà những người trưởng thành, những người cao tuổi là có một cái tỷ lệ cao hơn là có cái biểu hiện là ê bút răng. Vậy việc chẩn đoán cũng như là cách xử lý bệnh ê bút chân răng là gì, thưa giáo sư? Cái chẩn đoán ê bút răng thì là rất là đơn giản. Chỉ cần hỏi cái cảm giác của người bệnh. Người bệnh cảm thấy ê bút mà khi mà có các chất kích thích, ví dụ như là ăn chất nóng, ăn lạnh, ăn đồ ngọt, ăn đồ chua, hoặc là hít gió, không khí là cũng có thể ê bút rồi. Thế vẫn còn việc mà xử lý như thế nào đấy thì lại phụ thuộc vào cái tình trạng gây nên cái ê bút răng và
người thầy thuốc xử lý. Thế cái việc mà xử lý cái ê bút răng thì nó có rất là nhiều biện pháp, từ cái đơn giản cho cái đến phức tạp. Cái đơn giản nhất là mình làm sao mà mình không ăn cái chất kích thích nữa, và một cái tiếp theo nữa là mình dùng cái loại mà kem đánh răng mà chống ê bút. Nó có cái loại kem đánh răng mà nó làm cho lắng cái chất khoáng biết cái ống ngà, làm cho không có cái chất tận cái đầu tận cùng thần kinh nó không bộc lộ ra khỏi cái ống ngà nữa, thì cũng ngăn ngừa được cái trường hợp mà nó bị mất cái mô cứng của răng, như là mòn ở cổ răng hay là sâu răng ấy, thì phải hàn phục hồi lại cái mô cứng của răng thì cũng làm cho không còn mòn răng nữa. Thế những cái trường hợp mà nó mòn quá nhiều mà hàn không được nữa thì một số trường hợp là phải làm cái chụp bọc kín cái phần thân răng bộc lộ ra ngoài đấy, bịt kín cái phần bề mặt ngà răng nó bị mòn đấy thì sẽ có thể tránh được. Thế một số trường hợp mà êm bút quá mức mà đã gây nên cái tình trạng mà viêm tủy răng rồi đấy thì lại phải điều trị tủy răng thì mới giải quyết được vấn đề êm bút của răng. Để có thể phòng tránh được bệnh êm bút chân răng thì chúng ta phải có những cái phương pháp gì ạ? Để mà phòng tránh mà không êm bút răng thì một là ta phải phòng tất cả các cái nguyên nhân mà nó gây tổn thương cái mô cứng của răng. Một là phải dự phòng được sâu răng. Thế thì làm thế nào dự phòng được sâu răng? Thì ta lại có rất là nhiều cái biện pháp. Ví dụ như là phải chải răng đúng phương pháp, chải răng hàng ngày, ít nhất là mỗi một ngày 2 lần, trong đó có 1 lần vào buổi tối trước lúc đi ngủ, và kiểm soát được mảng bám răng. Cái lý do thứ hai nữa là không làm cho sang chấn cái mô cứng của răng và cái bờ lợi, nhất là ví dụ như là mình mà chải răng theo chiều ngang, chải răng quá mạnh thì cũng có thể gây sang chấn làm mòn cổ răng hoặc là làm cho co lợi gây ra hở cái cổ răng và chân răng. Thế và một cái điểm nữa là nên là có một cái thói quen đi khám kiểm tra răng miệng định kỳ 6 tháng tới 1 năm 1 lần, mà nếu mà thấy có vấn đề gì thì được bác sĩ khuyến cáo và mình điều trị kịp thời. Và một cái điểm nữa là khi mà bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu ê bút răng rồi thì mình có thể dùng cái sản phẩm chăm sóc răng miệng, kem đánh răng chống ê bút thì cũng có thể là nó sẽ phục hồi và loại bỏ được cái cảm giác ê bút khi mà ăn các chất kích thích. Vâng, thưa quý vị, qua phần trò chuyện với giáo sư Trịnh Đình Hải thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã có thêm những cái thông tin hữu ích để có thể phòng tránh được bệnh ê bút răng. Đó là chúng ta phải chải răng thường xuyên, chải răng sạch sẽ và tránh ăn những cái đồ nóng lạnh. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với những phương pháp để có thể phòng tránh được bệnh ê bút răng. Có rất nhiều biện pháp để giải quyết cho tình trạng răng ê bút. Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng khắc phục không phải ai cũng có thể định hướng được. Sau đây là những mẹo hay cứu nguy cho răng bị ê bút. Dùng những nguyên liệu tự nhiên như lá trà xanh, tỏi, lá lốt, bạn có thể nhai một vài lá trà xanh trong 5 phút, sau đó súc miệng lại. Thực hiện 3 lần một ngày, triệu chứng ê bút răng sẽ giảm đáng kể. Chải răng đúng cách, dùng bàn chải có chỉ tơ mềm. Súc miệng bằng nước muối sinh lý, dùng kem đánh răng chứa fluor. Thay đổi thói quen ăn uống, tăng cường canxi, có biện pháp giải quyết tật nghiến răng. Các mẹo trên chỉ giúp cải thiện tình trạng nếu thực hiện chuẩn trong thời gian dài. Tuy nhiên, răng ê bút do bị sâu răng, bị vỡ, nứt hay viêm nhiễm tủy, bạn cần phải đi khám và chữa trị kịp thời. Vâng, thưa quý vị, qua phần trò chuyện với giáo sư Trịnh Đình Hải cũng như là những tổng hợp của chúng tôi thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã có thêm những kiến thức để có những cái kỹ năng chăm sóc răng miệng một cách tốt nhất, đúng không ạ? Tới đây thì chương trình Alo Bác Sĩ cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Trịnh Đình Hải đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị. Vâng ạ. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Địa chỉ đỏ. Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất liên quan tới những phòng khám, những buổi tư vấn miễn phí trên cả nước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nhằm cung cấp một số kiến thức cập nhật về phòng và điều trị bệnh loãng xương cho bệnh nhân và thân nhân, các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức tư vấn khám bệnh và đo mật độ khoáng xương cho bệnh nhân nữ từ 65 tuổi trở lên và nam từ 75 tuổi. Chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 tại khoa chấn thương chỉnh hình lầu 8 khu A của Bệnh viện số 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5. Điện thoại đăng ký miễn phí 0839 525 356, 0839 525 353.